Tết rồi quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Việt đang ở chợ Quảng An. Người người mua đào, nhà nhà mua đào về chơi xuân rồi. Đón Tết sớm quý vị và các bạn. Cô mua 320 cành đào. Rất đẹp. Đẹp vừa rẻ. Khách hàng mua rất nhiều rồi quý vị và các bạn. Đấy, quý vị và các bạn. Việt mời quý vị cùng Việt đi một vòng chợ đào. Hôm nay ở đường ngoài này thì thấy chị nói là đang sửa chữa nên là không cho người dân bán đào ở đây. Nên là đi vào trong chợ. Cành này chị chào giá bao nhiêu đấy? Cành này đang bán là 250 các bạn ơi. 250 cành đào to thế. Cành này cũng 250 đấy các bạn ạ. À đấy ạ. Wow. Wow. 250 cành đào. Hoa to quý vị và các bạn. Bông hoa to lắm, bông hoa to như bông hoa nhựa. À, to. Mình có mấy cái cành đào huyền rất là đẹp các bạn ơi. À đâu, đâu đào huyền chị để đâu? Đây đào huyền đây này. Chị bảo to như bông hoa nhựa. Đây, mình ra đây bán. À. Này, em gái đang. Đào Nhật Tân xịn quý vị và các bạn. To như bông hoa nhựa. Quá đẹp. Đây là đào bích hồng. Vâng. Bích hồng, bích đỏ và dạ. Răm hoa nụ lộc rất là đẹp. Nhiều răm nhỉ. Nhiều răm tức là nhiều nụ quý vị và các bạn. Chị bán đi. Chị ơi, cành này em hỏi bao nhiêu? Hoa kép đào bích Nhật Tân. Wow. Bông to như bông hoa nhựa luôn. Ủa, hoa nụ lộc đẹp. Nhìn đã quý vị và các bạn. Đó, chị cởi hết ra đây. Đây mình cởi ra cho cả nhà xem nhé. Wow. Cả nhà ơi, đây đào bích Nhật Tân này. Đấy, bông rất là to. Hoa dăm nụ lộc dáng đẹp. Đào già hoa kép. Và đào già hoa kép. Cắm này mà cắm lên đến lúc nó nở thì đẹp như tiên luôn. Và về đây mua đào nhá. Vâng ạ. 238 đường Âu Cơ. Ngõ 238 đường Âu Cơ. Vâng. Rồi chúc chị đón khách nhá. Wow, những bông hoa đào đẹp. Chào cả nhà. Để em quay hai bông đào này. Wow, nhìn mê quá. Đây. Chị để đây. Đúng là tuyệt vời luôn đấy các chị bạn. Chị chọn toàn những siêu phẩm. Nhà mình là toàn đào bích Nhật Tân chính gốc. Nó vâng. Rất là đẹp và rất rẻ thôi. Rồi. Đào của nhà Vinh vừa lắm, vừa đẹp vừa rẻ các bạn ơi. Vâng, đấy. À, quý vị và các bạn thấy các bạn trẻ đi sắm Tết rồi. Không khí rất nhộn nhịp. 20 ngày nữa Tết đến nơi rồi quý vị và các bạn. Và rất nhộn nhịp quý vị và các bạn.
Không khí tệt tệt, nhộn nhịp lắm rồi, quý vị vợ. Cửa hàng các cô bán đào rất nhiều rồi. Mời quý vị cùng Việt đi một vòng để cảm nhận không khí. Chúc mừng cô. Rồi chúc chị đón khách nhá. Mời quý vị cùng Việt đi vào bên trong. Việt thấy chợ đào bữa nay được chuyển vào bên trong này rồi. Thế là thế à? À đúng rồi, canh đào Huyền này em thấy. Quý vị và các bạn thấy không khí Tết rất nhộn nhịp rồi. Chị đang giới thiệu nốt cành đào Huyền. Cành đào Huyền đấy giá bao nhiêu chị gái? Cành đào Huyền này bán là 6 triệu các bạn ơi. Dài 2,5 mét. Wow. Wow. Đẹp đấy. Các bạn ơi, cành đào Huyền này giá đẹp, đẹp. Và Việt đứng xa 2 mét quý vị và các bạn. Quá đẹp. Vâng. Dạ. Đúng rồi. Cành đào đấy chơi thì chơi nâu đấy. Việt nở ra căng cánh đẹp lắm các bạn ơi. Quý vị và các bạn sẽ ngắm những bông hoa này đang khoe sắc rồi. Wow. Rực rỡ. Tâm hoa nụ lộc các bạn trắng, mỗi lọ này 10 viên đôi một, nó nở ra đến bông cuối cùng luôn. Vâng. À, thêm 10 viên B1 à? Nó giữ tươi các bạn ạ. À, vâng. Cho nó rất là bền. Tăng thêm sức sống đúng không? Đúng rồi. Có cây đào nào trong nhà là có mùa xuân và có mùa Tết các bạn ạ. Các bạn cắm từ hôm nay là đến đón Tết Dương Lịch và đến Tết. Rồi, chị tư vấn cho cô nó mua nốt cành nữa nào. Rồi, Việt mời quý vị đi một vòng. Hôm nay nhộn nhịp lắm rồi quý vị và các bạn. Người dân thủ đô Hà Nội bắt đầu đi sắm Tết rồi. Tết đến rất gần rồi. Vâng, nhìn đã mắt. Vâng, dạ. Mời quý vị cùng Việt vào bên trong chợ hoa bữa nay chuyển vào trong này rồi. Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt hãy tặng Việt một like cũng như đăng ký kênh ủng hộ Việt. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Wow, cành đào này nở nhiều quá quý vị và các bạn. Bầu trời xuân tại chợ Quảng An rồi, quý vị và các bạn. Hôm nay thủ đô Hà Nội nắng to quý vị và các bạn. Đây, rất đông các bạn trẻ cũng như các cô, các chị. Chọn cho mình những cành đào về đón xuân sớm. Wow, đẹp quá quý vị và các bạn.
chị gái Giang Sinh. Và nhìn mê lòng người, đúng là xuân về đến nơi rồi, em đi nhờ tí anh. Vâng. Chúc anh đạt khách. Gặp các anh tí vui ở đất khách vui. Không khí Tết tràn ngập rồi quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn tới đây là thấy không khí Tết rồi. Wow. Quá đẹp quý vị. Rất đông. Nhộn nhịp lắm rồi quý vị và các bạn. Tết Tết. Hai cành này là hai cành này trong rưỡi đúng không ạ? Vâng, chúc mừng quá. Dạ, đẹp quá. Nhiều nhiều dăm. À. Nhiều dăm mới này còn đây vậy. Quý vị và các bạn nhìn thế này mà chi chít này. À. Không, bác cho mấy viên B1 như chị nói. Chị à, chị bán được nhiều chưa? Vâng, hoa đẹp quá nhỉ. Cành của chị hoa nhìn rực rỡ thế. Wow. Quá rực rỡ quý vị và các bạn. Chị gái đặt khách nhá. Anh ơi. Long lanh rực rỡ quý vị và các bạn. Wow, bông hoa đào này. Wow. Đẹp thế. Đào khoe sắc xuân rồi quý vị và các bạn. Và là to. Wow, nhìn phê quý vị và các bạn. Quá đẹp. Cùng hoa đào to. Rồi, xin mời quý vị cùng Việt đi tiếp lên trên tuyến đường Âu Cơ cũng như Nghi Tàm. Ở đây anh đang bán cây đào này. Cây đào này giá bao nhiêu đấy anh ơi? Dạ. À thế ạ. Chị đang quận. Chị nhắn tin lại cho em địa chỉ với. Dạ không. À, chị bảo đấy nhá. À, có người nhà nhưng mà em lên nhá. Không cần phải em. Hỏi á. Ừ. Và đi xuống thẳng có người nhá.
Vì thấy các cây được bán hết vào bên trong, quý vị và các bạn. Chứ không thì tuyến đường này đẹp lắm. Hôm nay quý vị cùng Việt đi tiếp. Đào được trưng bày vào bên trong. Mời quý vị đi vào bên trong. Wow, quý vị và các bạn thấy không khí Tết chưa? Tết đến rất gần rồi. Rực rỡ, những hình ảnh rực rỡ một mùa xuân, quý vị và các bạn. Xuân ơi, xuân đến rồi. Ngoài các anh các chị bán đảo còn có các em. Hôm nay con cái sang chơi thì không về sớm. Một mét bảy thì ngẩng cái máy lên tí nữa, chị đừng có chúi máy thế, ngửa máy lên tí là mày thành người mẫu ngay, ngửa này tí, quắp về đây tí, quắp cái đầu về đây tí, ok, đấy, thành siêu mẫu ngay, chân dài miên man, ánh sáng này đẹp, long lanh. Rất nhộn nhịp rồi quý vị và các bạn. Người dân tới sắm Tết. Wow, ở đây mình thấy có cảnh độc quý vị. Anh ơi, cây này cây gì đấy anh? À, cành này cũng là cành này cũng là cành đào à? À, đào đông. Năm nay Việt Việt thấy quý vị và các bạn. Và đây Việt thấy các anh bắt đầu cũng bán quất rồi. Xin mời quý vị cùng Việt đi tiếp. Xem không khí Tết tại chợ Quảng An và phố đường Âu Cơ. Chiều rất nhộn nhịp. Wow. Ở đây Việt thấy có những chậu quất. Hôm trước, clip trước Việt thấy có bán, nhưng mà clip này thì Việt thấy là không được bán rồi quý vị và các bạn, do đường ở đây đang sửa chữa. Và trước màn hình quý vị và các bạn là Việt thấy có một gia đình đang là bán những bình quất mini. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng Việt đi một vòng từ chợ Hoa Đào Nhật Tân, chợ Hoa Đào Quảng An tới đường Âu Cơ. Các gia đình cũng kê quất bán
ở trước cửa hàng. Những hình ảnh rất đẹp. Dần đã bắt đầu mùa quất về chơi rồi quý vị và các bạn. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của Việt.